Phong Châu. Rồi cái ở cái đảo cái chú mạnh. Cái đợt Covid chú mạnh là chú. Ôi 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 ôi. Quá mình lùi đi lùi 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 lùi. Không có bị gì không sao. Ôi giời ôi. Hơi leo thổ không rồi. Ôi giời ôi. Báo cho đi. May mình chú số thật không. Ui giời ơi. Ôi. Ê. Ui tôi. Kinh phê. May. Nói chung là cái xe kia có nặng không nhỉ? Không, xe nhưng tôi cháu tưởng là cầu nó như thế. Tôi là người là cháu đánh sang đây này. Vừa qua sao? Có nhiều người lắm. Trên lúc ấy đang chăn nước, xuống nước xong thì buông bọc xe. Không phải buông mà cả người cả xe xuống theo này. Nhau dưới. Cháu nghĩ là không xuống đáy thì cũng gần đến. À. Không bắt đầu cháu lấy hết sức hơi thì cháu thở lên được. Đẩy lên được thì lên đến bờ thì gần như cháu hết hơi rồi. Không thì à tức là gọi là ngoi lên mặt nước. Ngoi lên mặt nước thì cháu vẫn xác định là không sống rồi. Ngoi lúc ấy là mà buông xe rồi thì coi chỉ đúng rồi, một mình cháu lên xe à, lên mặt nước. Thế bác này lúc mà bác đi đang đi qua thì cái cảm giác như nào mà thấy nó rình rình đằng sau thì cứ nghĩ là xe gì mà nặng tải thế mà nó thấy nó rình rình. Cứ nghĩ là nó rình theo kiểu dạng nhịp cầu nó rình thôi. Thế xong thì chưa kịp phản xạ quay lại thì đã ở dưới mặt nước rồi. Ở dưới nước rồi. Mình đi về bên mình hay mình đi về sang anh em người nhà, người các bác người nhà ra ngoài. Thế lúc ấy thì bác may mắn là bác vớ được cái gì thì bác cũng em bơi một đoạn thì em vớ được cái chuối. Xong em cứu thì người ta cứu em. Tức là ông đây có thuyền không hay là thuyền của cái thuyền này. Chú tên là vâng báo về vâng ạ vâng. Chú họ tên là gì ở địa phương nào? Em là Phan Trường Sơn, em ở khu 10 Hưng Nội. Phan Trường Sơn ở khu 10 Hưng Nội.